Xin lỗi các bạn, mình nãy mình hét hơi lớn nha các bạn. Rồi bây giờ mình chơi luôn, hét hét chi cho đau họng đúng không các bạn? Rồi đây, bây giờ mình sẽ chơi con chú hề này và tiếp tục lòn khe và giết rắn. Mai mốt là mình sẽ nói là tiếp tục với series lòn khe và giết rắn, chứ không phải là quay trở lại với series Worm Zone hả? Rồi bây giờ mình sẽ giết cái con bự chà bá này. Mình chưa kịp giết thì nó đã chết rồi. Nó đã chết thì rồi thì mình chỉ việc đi ăn xác thôi. À mà quên, trước khi vô clip đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha các bạn. Rồi thì nãy giờ nói chuyện có chút xíu à, mà giết được quá trời rắn luôn các bạn à. Cái clip này có 5 phút 11 giây hả, chứ rất là ngắn, chứ cái thời gian nó rất là ngắn, chứ là các bạn không phải coi được nhiều. Chứ bạn hãy nhớ là ở lại coi cho tới hết clip nha các bạn. Quá hay luôn, wow, quẹt quá trời rắn luôn. Ê, tính ra là hình như là cái con rắn của mình nó đang phát điên đó các bạn. Ồ, nó quẹt tới tấp nãy giờ luôn các bạn ơi. Nó quẹt không ngừng nghỉ luôn á. Thì ghê thiệt. Đây, ăn xác con Halloween đây các bạn ơi. Quẹt đầu con nhíp ảnh luôn. Bây giờ thì cái gì ta, cái Worm Zone này nó cũng đã ra cái sự kiện Noel rồi nha các bạn, nó ra rồi. Và nếu như mà các bạn để lại cho mình một like và một subscribe, hoặc là các bạn để lại càng nhiều càng tốt, share hoặc là comment nữa nha các bạn, thì mình thì trong vòng một ngày là sẽ có clip chơi sự kiện Noel cho bạn xem liền đó. Chứ các bạn phải nhớ là subscribe, like, share, comment cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai lần luôn đó bạn. Bạn thấy không? Rồi, đầy quá trời rắn luôn. Giết con trắng này đi các bạn nhờ. Đâu rồi? Sao ít con thế? Đây, có đồ ăn rồi, các bạn ơi. Mới ăn mấy miếng mà. Đây. Trời ơi, con vua đồ con chà bá luôn. Chà bá là chà bá luôn các bạn à. Quá là bự chà bá luôn. Đấy. Cuối cùng cũng giết được con Vodo này nha các bạn. Rồi giờ tiếp theo là con nào đây? Con màu xám mà các bạn. Đây con màu xám này. Mà nhìn nó cũng nhỏ quá. Có nên bỏ ai cho nó không nhờ? Nhìn nó cái cơ thể rất là nhỏ. Cơ thể rất là nhỏ luôn á. Trời thôi mình bỏ qua cho nó đi. Đó. Rồi. Đây, con trắng này đi các bạn à. Nhìn có khi nó cũng bự sắp bằng mình rồi. Ủa con trắng đâu rồi ta? Sao mình mới quay đầu lại biến thành có chút ác nữa. Ui, con trắng nó chết rồi các bạn à. Thật thiệt luôn á chứ. Đi kiếm con khác vậy. Ê, quay lại ăn mồi các bạn ơi. Quay lại ăn mồi. Quá hay luôn. Không biết ở cuối clip mình sẽ chết vì lý do gì, cho nên là mình mới kêu các bạn ở lại đón xem tới hết luôn á. Đây. Ô, quá hay luôn. Quá hay. Rồi đây. Ủa, hình như phía trên là con rắn màu xanh các bạn ạ. Quay lại ăn mồi các bạn à. Rồi bây giờ tiếp theo sẽ là con rắn rắn lân nè các bạn. Con rắn lân màu đỏ này dữ luôn nha các bạn. Nhưng mà mình để dành đi để mình tìm mấy con khác bự hơn, chẳng hạn như là con su lì này. Thực ra mình thấy con nào giờ ở đây nó cũng nhỏ hơn mình hết á, tại giờ mình hạng nhất rồi. Mình ăn nó quá là mất cười luôn các bạn à. Sắp hết rồi các bạn ơi, sắp hết clip rồi. 4 phút 41, 4 phút 43 rồi. Nãy giờ mình đã chỉ với bạn được cỡ. Rồi, xong, mình đã chết. Đây, ôi, con hổ chà bá luôn các bạn ạ. Wow. Ôi. Giật gân dữ. Không thể nào để chết được. Con này bự quá các bạn ạ.
bự như này không để chết được. Thế chứ quẹt đầu con này thôi.